Ủa chợ nghỉ rồi bán gì chị? Bán trái cây hả? À, bán qua hết ít vậy thôi. Giờ đâu có đông nữa đâu hả? À, sự trống trải. À, trống trải nhất chưa từng thấy. À, nhân đây thì em cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV. Những video được nhiều anh chị và bạn quan tâm là nhờ những comment cộng với những chia sẻ lên trang Facebook, Instagram. Thì nhờ đó có rất nhiều anh chị và các bạn kết bạn và email hỏi thăm. Chợ này thì chỉ kéo dài từ đường Bến Trương Dương cho đến Nguyễn Công Trứ thôi. Và trong lòng này có một con hẻm, đó là hẻm 16 và hẻm 18. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn, chúc anh chị và bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại Sài Gòn bây giờ là 10 giờ hơn và chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Đề Thám và Cô Bắc. Thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về đường Trần Hưng Đạo tới rạp Nguyễn Văn Hảo và bánh mì Vạn Kim ngày xưa đó. Và ngày hôm nay lò bánh mì đã không còn và chỉ còn lại nhà thờ Tinh Lành, rồi rạp Nguyễn Văn Hảo thì là bây giờ là rạp Nhân Dân. Rồi theo thẳng hướng này là đường Cô Bắc, chợ rau năm xưa và đi đến con đường Nguyễn Thái Học, trường Bồ Đề. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lang thang đi đến cái ngôi chợ, đó là ngôi chợ Trái, ngôi chợ Cầu Ông Lãnh. Thì thật ra có rất là nhiều cái tên, nghĩa là tên gọi theo cái sự kiện. Thì trước khi đến chợ đó thì ta đi ngang ngôi chợ chợ Cô Giang. Và chợ Cô Giang ngày hôm nay không còn như ngày xưa nữa. Tất cả đều vắng lặng, không có sự ồn ào buôn bán tấp nập như ngày xưa. Và chúng ta cùng nhìn lại con hẻm 114 của cô chú anh chị, một thời đã gắn liền với tuổi thơ và có lẽ ngày hôm nay sẽ vắng hơn nữa khi cái đường Cô Giang không còn cái hình ảnh của người buôn bán. Bạn chúng ta thấy đây có một cái gara rửa xe nè. Ở số kế bên 83 Đề Thám. Và Sài Gòn hôm nay rất là nắng. Nhiệt độ bây giờ khoảng 30 độ. Chúng ta đang đi trên vỉa hè lòng đường của đường Đề Thám. Và mình cùng view lại một số hình ảnh ở khu vực này ha. Và bên kia đường là hẻm 88, hẻm bán hủ tiếu buổi tối đó, ngay cái đuôi xe tải. Và mấy ngày trước thì ở khu vực này bán rất là nhiều xe trái cây, nhưng mà ngày hôm nay thì không còn nữa ha. Đổi lấy một hình ảnh vắng lặng của một con đường. Và đây là hẻm 69 Đề Thám. Hẻm này cũng là hẻm cùng thôi. Hẻm này cộng đồng người qua ở trong đó rất là nhiều. Và để đến ngôi chợ Trái thì chúng ta sẽ đi qua con đường Cô Giang và đến cầu Ông Lãnh. Rồi mình sẽ đi qua bên kia đường Nguyễn Thái Học. Mọi khi ở đây bán bông hoa nhiều lắm, bữa nay nghỉ rồi. Ủa chợ nghỉ rồi bán gì chị? Bán trái cây hả? À, bán qua ít ít vậy thôi. Giờ đâu có đông nữa đâu hả? Dạ. Yeah.
À. Dạ. À, thấy chưa? Dạ, thấy ở nhà. Bây giờ chắc người ta đi về rồi, chợ này không còn nữa rồi. À. Giờ bán tạm bợ thôi chứ đâu có bán như hồi xưa nữa. Dạ. Chị bán bông cũng đâu dám để ở ngoài đâu. Dạ. Dạ. Dạ, không đi chị. À, chúng ta đến đây là giao lộ của Đề Thám và Cô Giang. À, chúng ta sẽ quẹo trái. À, trước khi quẹo trái thì mình lại nhìn lại một số hình ảnh ở đường Cô Giang nè. À, một sự trống trải. À, trống trải nhất chưa từng thấy. Và mình sẽ qua bên đường và đi đến con đường Nguyễn Thái Học. Và sau khi chợ không còn thì vỉa hè lòng đường sẽ được làm lại. Hiện tại thì đang làm lại ở cái đoạn cái hãng thuốc lá ngày xưa, hãng xe Isuzu. Đoạn này thì chưa làm. Bây giờ những người buôn bán ngày xưa ở ngoài chợ thì họ thuê một cái mặt bằng ở khu vực này, và có thể 3-4 người họ gom lại, họ hùng nhau cùng thuê một cái mặt bằng để họ bán. Vì chi phí ở đây rất là cao, một mặt bằng có thể cỡ $1,000 một tháng, nên thành ra bán rau cải thì kiếm từng đồng từng cắt thì sao mà trả nổi cái chi phí. Nên thành ra nhiều người sẽ gom lại, 5 người, 7 người gom lại một cái mặt bằng để họ bán. Và đây là đầu hẻm 41. Đại ta là đại nhỏ, đại nhỏ. Cầu hỏn sánh hỏn. Và đây là cái rạp ngày xưa hay chiếu phim Ấn Độ này. Và bây giờ là bưu điện Cô Giang, nơi mà ngày xưa các anh chị và các bạn hay gửi gửi hàng về Sài Gòn nè, là cho các anh chị ở khu vực quận nhất Cô Giang này thì sẽ đi đến đây, và người nhà sẽ ra đây nhận, và hoặc là người nhà sẽ ra đây gửi để đi đến các anh chị và các bạn ở xứ hải ngoại. Có lẽ cái video này sẽ hơi dài, từ vì từ nhà em đi ra cái chợ trái phải đi qua cái con đường Cô Giang, rồi đi ngang cái ngôi chợ ngày xưa, và đi ngang thì không thể không nhìn lại, mà nhìn lại thì nó sẽ mất thời gian, nên thật ra cô chú anh chị thông cảm. Thể hiện sự nuối tiếc thì chúng ta không thể đi ngang mà lướt qua được, cũng phải nhìn ngắm một chút xíu quang cảnh. Và phía trước mặt chúng ta đó là cầu Ông Lãnh. Và ở đây chúng ta thấy còn những cái anh chị bán rau. Khu này là chợ Cầu Muối nè. Vừa rau cải ở khu chợ Cầu Muối. Sài Gòn hôm nay là chủ nhật, nay là em rảnh rỗi rồi, mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng đi về con đường Nguyễn Thái Học và đi đến cái hẻm số 18 Nguyễn Thái Học, hẻm 16 Nguyễn Thái Học, hai hẻm song song với nhau, hai hẻm tạo ra một ngôi chợ trong hẻm. Và hôm nay chúng ta cùng
đi vào đấy để biết đâu trong những hình ảnh đó mình lại gặp người quen, bà con. Thì hôm bữa em cũng có đi một cái quay một cái video về ngôi chợ đó, và cô chú anh chị cũng nhìn thấy một số người quen, và tuy nhiên không rõ, nên hôm nay em sẽ đi lại để thể theo cầu của cô chú anh chị. Mặc dù video này có sự lặp lại nhưng cô chú anh chị cũng thông cảm nha, tại vì có một số anh chị muốn xem lại. Thì hôm nay chúng ta cùng lang thang tiếp. Mình sẽ qua đường ở dưới gầm cầu Ông Lãnh. Ngày nay thì đang làm lại, làm cái mỹ quan lại, làm hàng rào rồi sẽ trồng cây rồi. Ngày xưa thì không có. Quá trời đẹp trời luôn. Chúng ta lên có được. Trong đây đang làm lại nè, dưới gầm cầu Ông Lãnh. Và bên kia đó là hẻm số 16, đi vô chợ trái. Và thẳng hướng bên kia đó là ngã ba Bến Trương Dương và Nguyễn Thái Học. Và thẳng bên kia chúng ta nhìn thấy những cái building đó là bên quận 4, Bến Vân Đồn. Và đó là nhà thờ Khánh Hội. Rồi chúng ta sẽ quẹo trái qua bên kia. Nhân đây thì em cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vĩnh Lâm TV. Những video được nhiều anh chị và bạn quan tâm là nhờ những comment cộng với những chia sẻ lên trang Facebook, Instagram. Thì nhờ đó có rất nhiều anh chị và các bạn kết bạn và email hỏi thăm. Và chúng ta đang có mặt ở đây là đường Nguyễn Thái Học. Và năm xưa ở ngay góc Nguyễn Thái Học và Bến Trương Dương là ngôi chợ gà, và ngày nay thì không còn nữa ha. Và mình nhìn toàn cảnh ở khu vực này, thấy những cái mái nhà ở ngã màu và rong rêu thể hiện một cái hình ảnh của ngày xưa. Và chúng ta nhìn thẳng ở đây, chúng ta sẽ đi đến đường Trần Hưng Đạo và đi đến một tí nữa là ngôi trường Bồ Đề. Chợ này thì chỉ kéo dài từ đường Bến Trương Dương cho đến Nguyễn Công Trứ thôi. Và trong lòng này có một con hẻm, đó là hẻm 16 và hẻm 18. Thì hành trình bây giờ chúng ta sẽ đi đến hẻm 16, rồi mình vòng qua bên Yesin, quay trở lại hẻm 18, rồi ra Nguyễn Công Trứ. Sẵn đây thì chúng ta xem lại cảnh bà con buôn bán ở đây như thế nào. Rồi chợ Cô Giang bây giờ đã không còn, biết đâu chợ này cũng sẽ nay mai gì cũng không còn nữa. Thì những hình ảnh này sẽ là tư liệu kỷ niệm, khơi lại ký ức của tất cả cô chú anh chị, những ai gắn liền với tuổi thơ ở khu vực chợ Cầu Muối này. Và trước mặt chúng ta đó là hẻm số 16 và kế bên là hẻm 18. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô hẻm 16 ha. Rồi đợi bắn xe mình qua đường nha, để xem có ai gặp người quen không á, cho em xin cái comment nha. Đây toàn là đường muối đậu. Thank you.
Đây đa phần là cô chú lớn tuổi bán rất là lâu năm ở đây. Chúng ta đang đi trong hẻm 16. Từ lúc chị em nghỉ học thì chủ nhật nào cũng có bạn đến đây thăm. Khi thì chị hay diễn cớ là chị đang bệnh hoạn, chị hỏi chào quá lo. Khi thì bảo vẫn chị bỏ họ ngồi. Đây có một số nhà thì họ không còn ở nữa, cửa sắt mà, nhà tôn, nhà rất là xưa rồi. Nghe cái trả lương nghe buồn. Đúng ngộ luôn. Và cuối hẻm này thì có cái chỗ bán bún rất là lâu năm mà. Bạn chúng ta nhìn lên trên những mái che, mái tôn. Và ở đây là hẻm đi thông ra bến Trương Dương. Và chúng ta ra đây là đầu đường Gia Sinh, và đây là hủ tiếu Trú Toàn, hủ tiếu Tân Hưng. Và chúng ta tiếp tục thì đến con hẻm số 18 nữa. Mình nhìn thẳng qua đây đó là chợ Dân Sinh, đường Nguyễn Công Trứ. Trước khi đi vô hẻm 18 thì chúng ta sẽ leo camera lên một vòng ở khu vực này để mình xem toàn cảnh ở khu vực này ra sao. Thấy không có đông cho lắm, trưa vắng vẻ. Rồi mình sẽ vòng qua hẻm số 18 đây. Và cái hình ảnh của chợ Cồn Muối năm xưa vẫn còn nguyên vẹn thông qua những cái hình ảnh của cái hũ đường, hũ muối, hũ đậu. Nhìn cái hũ này mình thấy rất là xưa rồi nè. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Trong đây hẻm thì rất là nhỏ, chỉ vừa xe máy thôi. Anh đây nè bà. Ủa là 40. Đó là 40 rồi. Anh mua mỗi lần cho 1 ký rồi. Anh đi ra. Dạ. Đường đậu gạo muối, quần áo khăn giấy tương trao. Chơi. Muối còn không? Có. Đậu rồi.
sạp chợ trong đây thì không có lớn. Ta nhìn thấy những hình ảnh rất thân thương nè, đậm chất Sài Gòn xưa luôn. Ta buồn ngủ khi nhìn lại những hình ảnh này. Thật là buồn ngủ khi mà nhìn lại những hình ảnh này khi chúng ta đang ở trong cái đẹp mắm Trăng Yên. Chúng ta ra đây là hẻm số 18 rồi. Và đây là cầu Ông Lãnh. Và cùng mình cùng nhìn lại một tí nữa. Rồi, một số hình ảnh ở khu vực đi ngang khu vực chợ Cô Giang và đến hẻm 16, 18 Nguyễn Thái Học gửi đến cô chú anh chị. Biết đâu trong những hình ảnh này các anh chị lại gặp được những người thân, những người quen trong xóm. Đương nhiên là chúng ta sẽ không thể nào quay hết từng người được, nên cô chú anh chị thông cảm. Bởi vì buôn bán mà, mình muốn hỏi thăm thì hay là muốn gặp ai đó thì mình cũng hay lại hỏi mua gì đó rồi mình bắt chuyện xíu, nó lịch sự tế nhị thôi. Nên thật ra nếu mà chưa gặp được những người quen của chú anh chị có thể comment ha, để em có thể lại đó để mua cái gì đó. Và chúng ta sẽ gặp nhau trong video tiếp theo. Nhân đây thì em cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vĩnh Long TV. Và nhìn ra con đường Nguyễn Thái Học và dưới chân cầu Ông Lãnh đây. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Qua đây là đường Nguyễn Công Trứ.